kể bạn là ai, dù là newbie hay đại thụ, dù là tuổi già hay sức trẻ, chỉ cần bạn biết về Liên minh huyền thoại Việt Nam thì chắc hẳn Game 2017 sẽ là cụm từ khóa cực kỳ quen thuộc. Dù ít nhiều cũng có đôi chút ấn tượng, và riêng với những fan hâm mộ luôn có niềm tự hào dân tộc, Game năm đó đã làm nên một cảm xúc tuyệt vời mà cho đến hiện tại vẫn chưa một đội tuyển Việt Nam nào có thể tái hiện. Họ cũng cho ra lò một đường trên cực kỳ xuất sắc, được mệnh danh là đại đế, không ai khác hơn chính là Stock. Stock tên thật là Phan Công Minh, sinh ngày 25 tháng 12 năm 1997. Stock bắt đầu sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp vào năm 2017 khi anh mới 19 tuổi và quyết định nghỉ học Đại học Bách khoa Đà Nẵng để về đội quân cho Game. Game năm đó được người hâm mộ so sánh với tuyển U23 Việt Nam khi họ lần đầu tiên tạo được những tiếng vang lớn trên đấu trường quốc tế và góp phần vào những bước ngoặt của nền Liên minh huyền thoại Việt Nam. Ở độ tuổi của anh, so với mặt bằng chung của các tuyển thủ Liên minh huyền thoại chuyên nghiệp hiện tại đó là lão tướng, nhưng ngay từ lúc anh debut thì vẫn được coi là khá trẻ và trên đà phát triển những kỹ năng của mình một cách tốt nhất. Game khi đó với một bộ máy được tái thiết hoàn toàn, nhưng họ lại thiếu vắng một đường trên chất lượng để thay cho Ren. Sau khi Ren rời Game, Archie dù chuyển từ vị trí hỗ trợ lên đường trên vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình, nhưng ở đường dưới, Slay và Shirk dường như không đủ ăn nhập với nhau khiến Archie phải trở lại với vị trí hỗ trợ. Chính vì vậy sự xuất hiện của Stock là để lấp đầy khoảng trống đường trên. Tất nhiên vì một tuyển thủ trẻ và chưa từng xuất hiện, ngay sau đó có chỉ mình một vị trí chính thức trong đội tuyển mạnh như Game sẽ kéo theo nhiều dấu hỏi từ người hâm mộ, chưa kể việc không hề có kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp cùng với áp lực khi phải thi đấu cho một trong những đội tuyển được yêu thích nhất Việt Nam chắc hẳn cũng sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của Stock. Càng đặc biệt hơn nữa bởi khi đó Việt Nam chỉ có duy nhất một ngôi sao đường trên, đó là QTV. Tất cả những đường trên khác, ngay cả Roll của Sài Gòn Jokers hay Violet của Full Louis cũng không có cái tên nào đáp ứng đủ kỳ vọng. QTV dù ra khỏi BM với nhiều chê trách khi Vũ Ca không còn giữ được trình độ như thời kỳ vàng son, nhưng với những ai kế thừa vị trí này đều chịu một áp lực khủng khiếp. Đến với Game, chỉ với tư cách là một người chơi đạt top 1 thi đấu tại máy chủ Việt Nam với cái tên Crew ông già, và nói đến đây thì vấn đề kỹ năng cá nhân của anh có lẽ không cần phải bàn cãi. Stock sử dụng rất tốt những vị tướng mà thể hướng nửa chống chịu nửa sát thương như Echo, Rumble, Jace, v.v. đặc biệt là Renaton. Stock cũng từng chia sẻ rằng Renaton là vị tướng mà anh sử dụng tốt nhất và sử dụng rất nhiều khi chơi xếp hạng đơn ở máy chủ Việt Nam. Màn debut của Stock đó là trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, đối đầu với Alphac Ultimate. Đối thủ của anh trong loạt trận BO3 chào sân chính là huấn luyện viên của Team Secret hiện tại, Hope. Với hai ván đấu, Stock đã biến Hope thành No Hope khi anh đang áp người chơi cùng đường một cách không thương tiếc. Trận tiếp theo của anh thật thú vị, đó là trận chung kết với Young Generation và Roll một lần nữa. Nevan, Venus, Naul chính là ba nạn nhân lớn nhất phải nằm xuống hoặc vắt giò lên cổ trước một người sắt quá mạnh mẽ. Mặc dù đã ngay lập tức có cho mình danh hiệu đầu tiên là chức vô địch MDCS mùa xuân 2017 chỉ với 2 trận đấu, nhưng những thiếu sót mà Stock cần phải cải thiện trong thời gian ngắn để hướng đến GPL mùa xuân đó là việc thích nghi với lối chơi của cả đội để có thể phối hợp một cách tốt hơn. Vì phần nhiều trong các trận đấu, Stock chủ yếu vẫn chỉ gây ấn tượng bằng những pha xử lý cá nhân và củng cố kinh nghiệm thi đấu ở những giải đấu lớn. Bước đến GPL mùa xuân 2017, Game với một bộ mặt hứa diệt trong giai đoạn vòng bảng đã khiến mọi đối thủ run sợ. Thế nhưng tại bán kết, đối thủ Kuala Lumpur Hunters bỗng nhiên khó khăn ập đến. Game dường như có một chút gì đó chệch choạc trong cách vận hành lối chơi của cả đội, đặc biệt là trong hai ván đấu đầu tiên. Có rất nhiều câu để miêu tả như: đây không phải là một Game mà chúng ta biết. Levi đang thi đấu thật sự dưới phong độ hơn rất nhiều so với những gì anh đã làm được tại MDCS mùa xuân 2017, v.v. Một phần có thể hiểu được là việc Game chỉ mới đặt chân tới Philippines một ngày và ngay lập tức đã phải khởi động bằng một trận đấu vô cùng quan trọng trong loạt BO5 bán kết. Với một đội hình gồm những tuyển thủ trẻ như Stock, Levi hay cả Slay thì những choáng ngợp ban đầu đó có thể là chấp nhận được. Rất may, Game đã kịp thức tỉnh ở ván 3. Mặc dù vẫn gặp đôi chút khó khăn, nhưng phần nào, lối chơi cũng như cách di chuyển đã được cải thiện hơn rất nhiều. Đặc biệt vào đấu thứ 4 và thứ 5, chúng ta mới được nhìn thấy hình bóng thực sự của một Game bất bại ở MDCS mùa xuân 2017. Người đã góp công lớn nhất và tỏa sáng rực rỡ không phải là cái tên quen thuộc Levi, mà đó là tuyển thủ đầy kinh nghiệm ở những đấu trường quốc tế Optimus. Thế nhưng, riêng với Stock, anh lại tỏ rõ sự chắc chắn qua các pha xử lý và trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho những người đồng đội. Tiếp nối thắng lợi, Game hủy diệt Ascension của Thái Lan với tỷ số 3-0. Đến với giải đấu giữa mùa giải lớn nhất hành tinh, Game hủy diệt vòng khởi động với hệ số 5-1. Hồ đụng độ đã diễn từ Bắc Mỹ là Team Solomid tại vòng 2 của giải đấu sau màn bốc thăm của RG. Dù dẫn trước 2-0, nhưng Game vẫn chịu thất bại chung cuộc sau 5 ván đấu. QTV từng nói: may mắn luôn đi đôi với đẳng cấp, và nó đúng với Game. Họ hủy diệt Supermassive 3-1 để trở thành một trong 6 đội tuyển mạnh nhất thế giới thời điểm đó.
Màn trình diễn tại vòng bảng của đoàn Thủy quân lục chiến cực kỳ ấn tượng khi thắng cả TSM, G2 và cả WWE sừng sỏ. Thế nhưng, có lẽ ngoài ngôi sao Seth Levy thì pha thi đấu đáng nhớ nhất chỉ là pha solo kill của Stark dành cho Honey trong ván đấu mà các chàng trai đến từ Việt Nam đã chơi đôi công sòng phẳng với đội tuyển vĩ đại nhất thế giới. Dù không thắng trận đấu nhưng Stark nói riêng và Gam nói chung là thắng trong lòng fan một quốc tế chứ không chỉ là quê nhà. Trở về nước, Stark chia tay Gam sau nhiều lùm xùm bất ổn. Anh tuyên bố sẽ ngưng thi đấu chuyên nghiệp để quay lại tiếp tục chuyện học hành. Nhưng thật may mắn, Liên minh Huyền thoại Việt Nam đã không mất đi một top lane hàng đầu bởi anh đã quay lại thi đấu trong màu áo của EVOS, một đội tuyển mới vừa tham dự đấu trường VCS. Ngay lập tức, EVOS lên ngôi vô địch và khi ấy, người ta luôn nhắc nhiều về kèo đấu Ma Vương và Đại Đế. Tuy vậy, Stark và tập thể EVOS vẫn chiến thắng 9 game để đến với MSI lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất cho đến khi tổ chức này giải thể. Riêng với Stark, đây đã là lần thứ hai anh vinh dự góp mặt tại giải đấu. Stark bóp nghẹt Navan. Cú dịch chuyển để ép giao tranh của Stark. Stark có pha solo kill thành công trước đường trên của SKT, Huni, v.v. Màn debut quá thành công của Stark ở các đấu trường trong nước và quốc tế trong mùa áo Gam 2017 khiến người hâm mộ thổn thức, bởi lẽ họ chưa từng chứng kiến một người chơi đường trên Việt Nam nào xuất sắc tới vậy. Không chỉ cùng Gam vô địch MDCS mùa xuân 2017 ngay lần đầu tham dự, Stark còn giúp Gam có được hành trình không tưởng tại MSI năm đó với những chiến thắng bất ngờ trước G2, WWE, TSM, v.v. Với lối chơi được kết hợp hài hòa giữa kỹ năng cá nhân và khả năng thích nghi với chiến thuật tập thể, Stark được kỳ vọng tỏa sáng trong màu áo mới EVOS tại VCS mùa xuân 2018 với những tuyển thủ đang khao khát tìm lại chính mình như Slay, Warzone. Stark trong màu áo EVOS là một chàng trai thi đấu chững chạc và dám hy sinh vì đồng đội nhiều hơn. Với việc xác định mình luôn là mục tiêu bị dòm ngó ở đường trên, Stark luôn chủ động chọn những kèo đấu an toàn và tạo ra những lợi thế mỗi khi sắm vai người đẻ lẻ. Không ít lần các đường trên hàng đầu của VCS mùa xuân 2018 bị Stark solo kill mặc dù lượng đồ có vẻ ngang bằng. Điều đó luôn tạo ra khoảng trống tuyệt vời dành cho các đồng đội EVOS của Stark có thể chớp thời cơ lấy đi những mục tiêu lớn. Khả năng tính toán dùng sát thương đơn mục tiêu của Stark vô cùng nổi bật, đặc biệt trong các tình huống 1-1 hay 1-2. Trên phương diện một đường trên hỗ trợ mở giao tranh với các vị tướng chống chịu, Stark luôn biết cách tạo ra sự chắc chắn một khi đối phương cố gắng sử dụng các vị tướng tấn công mạnh mẽ. Điển hình nhất về cách chơi hòa hoãn này phải kể đến 5 ván đấu trong trận chung kết VCS mùa xuân 2018. Trong suốt 5 ván đấu, Stark không bao giờ có được lợi thế về chất tướng trước Zeros, thứ được chứng minh qua việc đi đường không quá nổi trội của Đại Đế. Thế nhưng, cứ bước vào mỗi pha giao tranh lớn, Stark luôn biết cách giữ vị trí và tạo đột biến với khả năng sử dụng chiêu thức đúng mục tiêu. Zeros có thể đi đường áp đảo, nhưng người nổi bật trong giao tranh tổng luôn là đường trên của EVOS. Chiến đấu này đã giúp Stark gần như vô hiệu hóa sức ảnh hưởng trong giao tranh của Zeros, giảm gần một nửa sức mạnh của Gam trong những thời khắc quan trọng nhất. Đến với kỳ MSI thứ hai trong sự nghiệp của mình, chỉ sau một năm ra mắt đấu trường chuyên nghiệp, EVOS không còn những chiến thuật dị năm nào như ở Gam. Stark cũng chẳng chỉ còn là Best Bragas, Best Grenaton. Người sắc giờ đây đơn giản chỉ là đường trên của kỹ năng cá nhân hàng đầu giải đấu, lối chơi đầy lẻ tinh quái đầy khó chịu và sẵn sàng tất tay với bất cứ ai. Iron Man trong giai đoạn hoàng kim này có nhiều dấu ấn đậm nét so với những người đồng đội khác, đặc biệt đó là hai pha solo kill Impact của Team Liquid và Khan của Kingzone, điều mà người hâm mộ Việt Nam vẫn chưa thấy được ở người khác, mà cụ thể ở đây là Zeros sau này. Dù EVOS tại MSI 2018 không thể vượt qua cái bóng quá lớn của Gam 27, nhưng Stark đã lột xác hoàn toàn để trở thành người gồng gánh cả đội. Stark chính là người tiên phong mở đầu cho thế hệ đường trên mới của Liên minh Huyền thoại Việt Nam, là người đi trước cả những Zeros, Kiaya, Yoshino. Mùa hè 2018, Stark và EVOS không có được thành tích đáng kể bởi họ có quá nhiều bất ổn trong vấn đề nội bộ. Mùa xuân 2019, người ta lại thấy đỉnh cao của solo carry một lần nữa xuất hiện trong mùa áo EVOS. Lần này Stark đã có những người đồng đội mới, đó là No Way đến từ Gam và đường giữa trẻ Địa Một. Phải nói rằng Stark đã cùng Địa Một gồng gánh cả đội tuyển bằng tất cả sức lực của mình, và lần này nếu muốn chinh phục cup VCS, EVOS phải leo tháp để đối đầu với những FFQ, SGD và Phong Vũ Buffalo. Stark đã cực kỳ rực cháy trong vòng playoff này khi anh thường xuyên một mình xông pha chống cự trước sức ép đến từ nhiều thành viên đối thủ. Ván 5 trận đấu với FFQ chính là minh chứng rõ ràng nhất. Nhưng dường như những chiến thắng trước FFQ hay SGD của đồng đội cũ Optimus cũng không thể giúp EVOS mạnh hơn được trước một đối thủ quá toàn diện như PvP. Stark không thua Zeros, nhưng đơn giản là tập thể EVOS thua Phong Vũ. Và kể từ giây phút này, không bao giờ chúng ta được thấy một đại đế carry cả team nữa, một tài năng kiệt xuất ở điều trên chết dần từ đây. Sau khi rời EVOS, Stark đến với Flash tái hợp với người đồng đội cũ Optimus.
họ thất bại trong việc chinh phục chiếc cúp VCS cũng như tấm vé đến với chung kết thế giới. Bản hợp đồng Yoshino sau đó làm người ta nghĩ rằng Stark đã chết, và sự thật là xuyên suốt vòng bảng VCS mùa xuân 2020, không ai thấy hình bóng của cái tên Phan Công Minh trong những chiến thắng của Flash. Bất ngờ thay, Stark trở lại tại vòng playoff nhờ vào việc Yoshino gặp vấn đề sức khỏe, và Stark không làm mọi người thất vọng khi anh thi đấu cực kỳ tốt để đưa Flash đến ngôi vô địch một cách bất ngờ, dù rằng khi đó Gam quá mạnh. Hầu như mỗi khi nhắc đến một trong hai cái tên Zeros và Stark, người ta luôn mang ra so sánh là pha hâm mộ của cả hai luôn bảo vệ thần tượng của mình. Thế nhưng nếu xét vào thời kỳ đỉnh cao nhất của cả hai tuyển thủ này, chỉ cần công tâm, khán giả sẽ thấy rõ những thua kém thiệt hơn của đại đế và ma vương. Điểm mạnh của Zeros tới từ khả năng đi đường, đặc biệt trong những kèo đấu thiên nhiều về kỹ năng. Nhưng lợi thế tới từ Zeros ở đường trên thường sẽ được chuyển hóa thành các tình huống ép giao tranh, lấy đi các mục tiêu lớn và phá trụ. Xét tổng thể quá trình thi đấu của Zeros tại VCS, chàng trai trẻ Minh Lộc luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chèn ép đường trên của mình bằng cách dẫn trước chỉ số lính, chỉ số mạng hạ gục và lượng trang bị ngay trong giai đoạn đi đường. Và về mặt đi đường, Stark không nổi bật được như Zeros, bằng chứng là cả năm ván đấu của trận chung kết VCS mùa xuân 2018 hay những kèo đấu với Zeros ở những năm sau này, Stark hầu như không bao giờ tạo được những chênh lệch đường trên. Nhưng điều đó không tới từ kỹ năng cá nhân của đại đế. Đa phần các trận đấu đối đầu với Zeros, Iron Man bắt buộc phải sử dụng những vị tướng không có lợi thế về chất tướng để bù đắp vào khả năng chống chịu của đội hình team mình. Mặc dù chấp nhận thua thiệt ở đường trên, Stark vẫn biết cách đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội theo cách của riêng mình. Và cách mà Stark đóng góp cho team nằm ở các tình huống giao tranh. Tất cả các tình huống giao tranh từ 2-2, 3-3 hay 5-5 của Evolve, Flash đều có dấu ấn rõ ràng tới từ Stark. Khả năng sử dụng dịch chuyển của Stark có thể đến trễ hơn Zeros trong giao tranh, nhưng tính hiệu quả trong các tình huống phối hợp với đồng đội thì Stark hoàn toàn vượt trội. Không chỉ trong trận đấu cụ thể nào, chính khả năng kết hợp với người đi rừng, đường giữa của anh là yếu tố giúp toàn đội được vô số thắng lợi. Trong khi đó, Zeros lại không thấy tầm ảnh hưởng trong giao tranh nhiều như người đàn anh. Sở dĩ một phần bởi Gam không có được sự ổn định của giai đoạn đi đường ở đường giữa và đường dưới, phong vũ lại phụ thuộc quá nhiều vào đường trên, khiến đường giữa và dưới lại an toàn không đáng có. Chúng ta cũng không thể bỏ qua rất nhiều tình huống Zeros có những tình huống lao vào quá sâu và phải nằm lại khi những người đồng đội chưa kịp có mặt. Đó sẽ là những bài học đắt giá để giúp Zeros có thể hoàn thiện hơn trong tương lai. Còn tương lai là khi nào thì chỉ có Zeros mới biết. Và đến giờ, Zeros vẫn thế, vẫn cứ là Zeros như chúng ta đã biết. Stark còn có sự điềm tĩnh trong những giây phút quyết định. Tất cả những top lane huyền thoại trên thế giới đều sở hữu khả năng điềm tĩnh trong những giây phút quyết định. Một Marine điên cuồng giữ lính từ SKT có cơ hội lật kèo trước CJ ở LCK, một Snap với cú chiêu cuối Gangplank đỉnh mệnh trước Baron trước mặt, hay Hauser với cú chiêu cuối Ghana 5 thành viên đẳng cấp, v.v. Tất cả đều sở hữu sự bình tĩnh trong những giây phút căng kèo, chứ không hề nóng vội như những đường trên khác khi trận đấu đi tới thời điểm căng thẳng. Và ở điểm này, rõ ràng Stark ăn đứt Zeros. Các tình huống giao tranh bước ngoặt dẫn đến thất bại của phong vũ hay Gam đa phần đều khởi nguồn từ Zeros hoặc Zeros di chuyển lỗi. Và các tình huống xử lý trong thế bị động của em trai Minas cũng không bao giờ đạt sự tự tin cần thiết. Những lần ngã xuống trước Impact Kid của tài năng trẻ này luôn xuất phát từ việc anh còn quá non trước những người chơi kinh nghiệm hơn tất nhiên có Stark. Stark có thể chấp nhận thua đường, bị đẩy trụ, mất nhiều chỉ số lính. Nhưng những tình huống lần ngược thế cờ của Evolve thời Hoàng Kim đều không thể có được nếu không có sự điềm tĩnh đến từ bản lĩnh của đường trên hàng đầu VCS. Chẳng thấy mà hiện tại có slogan Marvin Winland, đại đế Win Game vẫn luôn văng vẳng bên tai những người xem VCS.